ta lên chỗ rộng thoải mái. Hello toàn thể anh em nhá. Anh em là cơm cháo chưa nhở? Hello Mai Lực nhá. Hello anh Thái Sơn. Hello Nguyễn Quang Huy nhá. Giờ này toàn thể bà con là cơm cháo rồi chưa nhở? Trần Nam chất có anh ơi. Hôm nay không phải bàn đâu anh ạ. Hello chú Xuân Trường nhá. Hello Bạch Phúc Cường. Hello Trường Phạm. Hello Bình Lê. Anh em có thắc mắc nhu cầu gì về xăm và hôm nay bên nhà mình giới thiệu lại một lần nữa về kem trò chơi. Hello anh Hùng. Về kem sử dụng trong khi làm việc và sau khi bôi sau khi xăm luôn. Hello Hà Ngọc Hoàng. Hello Nguyễn Toàn Thi. Chào anh Hoàng nhá. Quá đẹp bạn à. Hôm nay thì bao đẹp luôn bạn à. Quán mình thì làm không đẹp thì không ở đâu làm đẹp à. Hello Lâm Thảo. Đẹp quá anh Việt à. Cảm ơn anh Tiến nhá. Anh em nào quý thì bố cho quả xé nhá. Hình này như là cover lại một chút ở trên ngực. Hello Danh Quyền. Cảm ơn anh Thế Anh nhá. Xuân đồn anh ơi. Mình này mới hoàn thiện được 40% anh em. May thì hôm nay là 40%. Nguyễn Thúy Cường anh ơi có sửa hình ở lưng không anh? Bên mình nhận cover và bạn ơi, bạn có vấn đề gì thì inbox vào inbox qua cho anh Việt nhá. Chốc là anh Việt làm việc xong anh Việt trả lời bạn. Hình nào bên mình cũng nhận sửa bạn ạ. Ở bên mình có cả máy xóa xăm, nếu mà hình anh em mà nó nặng quá thì bọn mình sẽ xóa xăm cho anh em và làm lại cho anh em như mới luôn. Cảm ơn anh Tuấn nha. Anh em quý thì bố cho quà xé nha. Hello Phương Anh. Cao lên.